Sáng ngày 4 tháng 6 năm 2024, tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, huyện Tân Lạc, đồng chí Thượng tá Bùi Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc đã đến dự. Năm 2024, Trung đoàn 165 tổ chức tiếp nhận và huấn luyện 700 đồng chí chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa và tỉnh Thái Bình. Mặc dù điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, doanh trại đóng quân không tập trung, tuy nhiên, ngay sau khi chiến sĩ mới về đơn vị, Trung đoàn đã nhanh chóng rà soát chất lượng chính trị, khám sức khỏe, ổn định tổ chức biên chế, tổ chức huấn luyện các nội dung theo đúng chương trình, kế hoạch của cấp trên đề ra. Sau 3 tháng huấn luyện và rèn luyện, chiến sĩ mới đã nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị. Qua huấn luyện các nội dung, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện chiến thuật, huấn luyện điều lệnh, huấn luyện thể lực, huấn luyện hậu cần. Kết quả, 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu về nội dung huấn luyện, có 82,4% khá, giỏi. Ngoài ra, chiến sĩ được quán triệt sâu sắc các quy định, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và kiểm tra 3 tiếng nổ. Trên cơ sở những kết quả huấn luyện đã đạt được, Trung đoàn xếp thứ nhất trong hội thao huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 cấp sư đoàn. Tuyên thệ tại buổi lễ, dưới quân kỳ quyết thắng, toàn thể chiến sĩ mới thề sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong 700 chiến sĩ mới của Trung đoàn, huyện Tân Lạc vinh dự đóng góp 58 đồng chí. Theo báo cáo của lãnh đạo Trung đoàn, quá trình học tập và công tác của con em Tân Lạc là một điểm sáng tại đơn vị. Với truyền thống quê hương Tân Lạc anh hùng, 58 chiến sĩ mới đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nhanh chóng bắt kịp với môi trường quân đội. Thăm và nói chuyện động viên với 58 chiến sĩ mới, con em Tân Lạc, đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt và huấn luyện của chiến sĩ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị sau buổi lễ trọng thể ngày hôm nay, các chiến sĩ sẽ về các đơn vị mới công tác, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức học tập, rèn luyện, đóng góp cùng tập thể đơn vị xây dựng đơn vị chính quy, từng bước đi lên hiện đại. Ở quê nhà, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương luôn dõi theo và chờ tin chiến thắng của các đồng chí.